Xin chào anh em. Thì mình định làm clip từ buổi sáng cơ, nhưng mà sáng thì một phần là mình cũng hơi bận việc này kia, với lại quanh khu nhà mình nó hơi ồn buổi sáng. Thế đâm ra định chiều thì nó cứ mưa, nó sấm sét suốt đấy. Đã chuẩn bị oánh phát rồi. Thì giờ mình mới làm clip được. Thì clip này mình sẽ nói qua về Event ở một số cái xung quanh. Update thì chắc là thôi đi, tại vì hôm qua update mình thấy nó cũng không có gì khác biệt lắm. Chỉ Final C lên 7 thêm 7 8 thôi, chứ còn lại không có gì. Mấy cái đấy thì nói chung phải tầm anh em nào khỏe khỏe. Nhưng như cá nhân mình chắc chỉ đi một số cái. Thì mấy cái dạng như cũ là mấy cái điểm danh hàng ngày thì nó sẽ lưu cho anh em thêm một thời gian nữa để anh em ví dụ có chưa nhận hoặc là chưa nạp này kia thì anh em có thể nhận. Cái này thì dạng event theo ngày, nó ghi là ví dụ như là 7 trên 3 thì chúng ta có thể ngược lại là ngày 3 tháng 7 sẽ được nhận đấy. Nhiều anh em cũng không không cái lắm về cái vấn đề đấy. Cái này thì xe thôi, xe nhận kim cương thôi, không có gì khác cả. Cái này thì là liên kết, nó cũng giống như Rimuru. Cái này mình sẽ nói sau. Cái này thì như anh em nhìn cũng có thể thấy up lên đến mốc ví dụ như là hồng 1, hồng 2, hồng 3 vân 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 thì chúng ta sẽ được nhận cái quà. Nhưng mà bây giờ thì nó có một điểm là anh em free anh em cũng có thể nhận được. Để anh em có thể đọc ở đây, tất cả nhà sưu tập có thể mở khóa đạo cụ thưởng miễn phí và quà trả phí ở mốc 5 sao kinh điển. Như trước ấy là những cái đợt như con Rimuru và con Miku đúng không, là anh em phải VIP là 46 468 thì sẽ hiện mốc kim cương là 135 đấy. Bây giờ thì chắc ăn chửi nhiều đâm ra nhà phát hành sợ không dám để mình hay nói là one VIP, nghĩa là cái tường VIP ấy, anh em phải đạt anh em mới được nhận. Em bây giờ thì anh em free cũng có thể nhận hết. Nó là một cái gì đấy nó khá là hay ho, nói chung là lợi cho cộng đồng. Event thì nó cũng có điểm danh hàng ngày thôi, không có gì khác biệt lắm. Nói chung mấy cái này thì cũng không không có gì gọi là to tát lắm, chúng ta sẽ bỏ qua. Cái này là bảng nhiệm vụ, anh em hoàn thành nhiệm vụ anh em có thể nhận được vé một cái copy của con Misaka. Mình lắm khi mình hay đọc nhầm. Bây giờ mình sẽ thống nhất là đọc cái con tóc tóc ngắn đấy là Misaka. Còn hai lỗ à nhầm hai bím này thì sẽ là Kuroko, gọi tắt là Kuro đấy. Thì cái bảng nhiệm vụ này thì nó cũng có giống như cái con Milim thôi, anh em hoàn thành thì anh em sẽ được đấy. Và anh em để ý nhá, là nó có đây này, sự kiện đây đây đây, có đoạn này sự kiện có 3 giai đoạn, hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ được bla bla đấy. Nói chung là nó có 3 giai đoạn, nghĩa là cái bảng 1, bảng 2 thì sẽ là cái đợt này. Sau khi hết 2 tuần đầu rồi thì tuần cuối nó sẽ là một cái nhiệm vụ thứ ba. Và cái nhiệm vụ thứ ba đấy thì mình cũng không nhớ lắm, thì hình như nó có cho vé mấy lại này kia. Không không có cái item giống như sao. Đây cái item này thì mình hay thì nó cũng đổi từ sao ra, mình cứ hay gọi sao thì nó nhanh. Bây giờ cứ lằng nhằng nó là cái gì hơi, hơi mệt. Đây, cái này chắc là cái mà anh em thích thú nhất. Thì nó cũng giống như con cặp đôi Rimi, là khi anh em lên được cái mốc 200 anh em sẽ có thể mở liên kết. Đấy, anh em đủ đạt cái này, nhận cái này, mở ra thì nó sẽ là liên kết giữa con Misaka và con Kuro. Ví dụ như Misaka anh em kim cương 1 thì con Kuro cũng sẽ ăn theo, nghĩa là lên kim cương 1. Hết event thì vẫn được tính nhá. Nhưng mà anh em tốt nhất là cố gắng lên để trong event để anh em lên, để anh em có thể được ăn cái quà từng mốc mà anh em up lên sao đấy. Còn anh em để qua đợt đấy thì anh em sẽ bị mất cái quà đấy, nó có cái gì thì anh em tự tìm hiểu sau. Còn cái đấy mình sẽ không nói nữa là để dài dòng. Thì loại hộp 1 thì nó sẽ có ở đây, 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 vẫn ấn được mà. Ấn vào đâu nó hiện. Hộp 1 thì chúng ta sẽ có vé và food đây đấy.
mốc 20, mốc 60 là loại 2. Ấn vào đi, à ấn vào số à. Loại 2 sẽ có 40 moe. Background phông nền 20 vé. Đấy, từ 100, 104 và 108. Mốc 200 sẽ là này, sao lúc ấn được lúc không nhỉ? Trêu tao à? À, mốc đùa bực cơ nha. Mốc 204, mốc 208 sẽ có bay huy hiệu và 60 mảnh gian đum của hệ hiếm. Mình hay gọi là một con hệ hiếm gian đum. Còn mấy cái mốc này thì thôi anh em tự nhìn đi, nó cũng hiển thị rõ rồi. Mốc 320, 306 và 400 sẽ có ASP up background phông nền, thêm một cái copy của bay huy hiệu của con Misaka. Lắm khi cứ lộn Misaka mi mệt hết cả người. Cái này cái bộ tốc, nói chung bộ tốc là chỉ củi, mình cũng không đánh giá cao lắm. Tại vì bộ tốc thì chính ra sau này mình đã nói rồi là chúng ta chỉ cần nuôi bộ thôi. Anh em nào này kia sau có thể nuôi hai bộ. À, tiếp theo nữa là mốc 450, 500 và 550. Chúng ta sẽ có hình như cả 600 rồi. Ừ đúng rồi, cả 600 nữa. Nói chung là cái mốc 450 mình thấy khá là ngon. Tại vì sao? Vì nó có cái 70 này. Cái 70 mình hay gọi là 70 luôn. Mình chả nhớ tên nữa. Nó có số 70 to đùng ấy. Thì nó sẽ có SP up background của con Misaka. Anh em lấy thì anh em có thể lên full background, nhưng cá nhân mình thì mình không khuyên anh em không nên lấy cái này. Tại vì một cái mốc background thì nó không tăng được nhiều, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con Misaka mình không đánh giá cao. Còn cụ thể về vấn đề kỹ năng phân tích, đánh giá tê lít này kia thì mình sẽ làm một video khác. Mình sẽ không cái đó. Đúng ra là mình định tầm buổi trưa là buổi sáng buổi trưa sẽ làm clip về Evan. Còn tầm chiều mình sẽ làm hai clip về tê lít của xạ thủ và tê lít của đấu sĩ. Mà cũng sẽ phân tích là cái ưu điểm nhược điểm của hai con đấy. Nói chung là hai con này thì con này rất là ngon. Đấy, còn con này thì mình thấy bình thường. Còn cụ thể sao thì ngoại bực cả mình. Cái này thì cũng là túi chọn bộ, chúng cũng chả có gì đặc sắc lắm. Mình thấy trong cái này nó chỉ có mỗi cái 70 rồi. Nhiều anh em new hoặc là một số anh em không để ý thì chắc là cứ thấy bảo là tại sao mình hay khen cái 70 này, anh em phải cố gắng là một tháng phải đổi nó này kia vân 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 vân. Thì anh em nên hiểu này, ví dụ như những anh em free họ là một, mới lại một số anh em có nạp tiền nhưng mà nạp ở mức gọi là thấp đấy, thì cái vấn đề up một cái huy hiệu, nhất là huy hiệu dạng dòng limited collab hay là immortal vân vân vân, nói chung những cái huy hiệu mà anh em không thể kiếm được copy thì nó sẽ rất là khó đấy. Và anh em muốn up lên thì anh em phải dùng cái gì? Dùng cái 70 này. Và dùng cái 70 này, nếu mà không tính những cái mà ví dụ như của collab hoặc là một số cái vần nạp lung tung này kia nhá, thì mình thấy nó chỉ có hai nguồn chính dành cho những anh em free đấy, nghĩa là có thể kiếm đều được ấy, là thứ nhất là 120 me ở shop kawaii. Trước nó tên là shop me, đâm ra bây giờ mình toàn gọi là me, hoặc là chỉ thẳng vui vui tính thì gọi là sticker đấy. Thứ hai là ở shop arena, bây giờ nó đổi tên thành shop vinh dự ở Việt Nam, à, tiếng Việt lộn. Thì 270 đấy thì mình đã có phân tích rồi, là với chỉ những anh em nào tầm top 1 đến top 2 thì anh em có khả năng là một tháng, top 1 thì chắc chắn rồi, nhưng mà top 2 thì cũng có thể hên xui. Đấy, nhà hàng xóm lại cáo cưa lừa xẻ rồi, làm nhanh trong ngọt chứ không tí ồn lắm. Tầm 270 đấy thì chỉ anh em top 1 thì chắc chắn sẽ được, còn anh em top 2 thì khả năng hên xui. Cái đấy mình cũng chưa có tính qua, nhưng mà kiểu nó không, hình như không đủ sao đấy. Thế là với những anh em nào free nhá, nghĩa là không phải là dạng top server lẻ này kia nhá,
thì mình nghĩ là anh em muốn up từ 2 lên 17 anh em phải mất tầm 3 tháng. Đấy. 2 tháng à nhầm, 3 tháng thì anh em sẽ đổ được 2 cái 70 ở shop Vinh Dự và 3 cái 70 ở shop Moe. Đấy. Thì anh em có thể lên được cộng 17, còn không nhất thiết là cộng 20, cộng 20 nó chỉ thêm được tí chỉ số về đam và máu thôi. Nói chung nó không ăn thua. Thà cái một cái đấy anh em đập cái khác còn ngon hơn. Để đâm ra mình đánh giá cao cái này. Tiếp theo thì sẽ là cái shop này. Shop này mình đổi trụi mất một đống rồi. Thì shop này cũng nhiều anh em hỏi là chúng ta nên lấy cái gì. Trước hết là lấy cái copy của con Misaka này để chúng ta có thể lên kim cương 5 được dễ hơn. Anh em nào dạng chú chó đỏ a canh ngu đấy thì thôi, anh em khỏi cần đổi cũng được. Tiếp theo nữa là hai cái 25 này, đấy, cái thẻ chọn phích quý này. Đây, 1, 2. Đấy, thì anh em lên lấy cái này, thì trong mỗi cái túi này nó sẽ có một số con nhất định. Anh em có thể chọn, để anh em thích con nào anh em chọn đấy, đấy phải có anh em. Và tiếp theo nữa thì nó là cái này thì mình thấy khá ngon. Thì nó sẽ có, nó có ở hai mốc, còn mốc đầu thì bao nhiêu mình chả nhớ nữa, nhưng mà mốc thứ hai nó sẽ tầm 300. Mình đang cố gắng là đợt này mình lên đến tầm 320 để mình có thể lấy cái này. Và cái túi này thì nhiều anh em sẽ hỏi là chúng ta nên lấy cái gì. Thì mình sẽ theo thứ tự ưu tiên. Thứ nhất là Izumi. Izumi rất là ngon, đa dụng. Nếu mà đánh giá thang điểm 10 thì mình nghĩ nó là 10 trên 10. Đấy, người khác nghĩ sao đấy về của người ta, mình không quan tâm. Nhưng cá nhân mình thấy nó 10 trên 10, nó rất đa dụng và nó vừa đam khỏe, nó vừa có khả năng cứng, tanh cứng. Dĩ nhiên nó không thể tanh cứng bằng những con thuần tanh, nhưng mà với cái khả năng của nó thì nó sẽ không bị chất sốc giống như mấy con đấu sĩ bình thường. Bình thường thôi nhá, chứ không phải bây giờ. Đấy, tiếp theo nữa sẽ là lựa chọn thứ hai sẽ là Tào Tháo. Tào Tháo thì mình đã có nói ở thuật sư rồi, không nói nữa. Nói chung là nó là một trong những sự lựa chọn khá tốt với thời điểm hiện tại là con Tôn Thượng Hương nó chưa ra, thì kim lửa nó chưa thể phát huy được hết sức mạnh vốn có. Đâm ra con Tào Tháo là một cái mảnh ghép gì đấy nó rất là cần thiết đối với kim lửa và content nhà Galatia hệ Y nói riêng. Tiếp theo nữa sẽ là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng thì chúng ta cũng không cần bàn cãi nhiều với cái mức độ đa dụng, hữu dụng, bố đời OP của nó. Dù là con búp hệ hiếm nhưng mà chúng ta không nhất thiết là cứ phải lên con đấy sao thật là cao này kia. Anh em có thể tầm vàng hoặc là hồng 1 anh em cũng có thể sử dụng rất là tốt rồi. Còn nếu anh em thừa điểm thì anh em có thể đổi một trong những cái này. Thì cá nhân mình thì mình nghĩ anh em nên thứ nhất là lấy cái food này. Đấy, tại vì food là không bao giờ là thiếu. Không bao giờ là thiếu luôn. Trừ những cái ông nào bây giờ full kim cương 5 rồi thì thôi chúng ta không cùng hệ điều hành. Đấy, thôi bỏ qua đi. Còn không nữa thì anh em có thể chọn cái này. Thì anh em có thể giữ dành cho một số con banner ngon. Ví dụ như con Deep, rồi con Edith, rồi Zolanda, Lusakai vân vân vân. Nói chung là một số con dạng nó kiểu top tier nhưng mà là hệ thường. Thì anh em có thể giữ, sau này đến lúc mà nó ra thì anh em có thể sử dụng để khả năng ra mảnh của nó cao hơn, sao số nó sẽ được tốt hơn. Nên mình khuyên anh em là nên tích, sau này thì chọn hệ Tây, Tama. Tại vì nếu mà bảo những cái con mà mình cảm thấy cần thiết trong cái giai đoạn sắp tới thì có hai con. Một là con Deep, hai là con Edit. Nói chung mình đọc tiếng Anh nó hơi ngu tí, nhưng mà nó là thôi cứ cái mẹ đi, cứ gọi edit đi. Editor đấy, không được. Đấy. Tiếp theo nữa sẽ là cái nào nhỉ? À, cái này. À, cái này thì nó thiên về gói nạp. Và mình cũng nạp mẹ mất gói, chính xác là hai gói rồi. À, thì nếu mà anh em có điều kiện thì anh em nên nạp những gói sau đây. Trước hết là gói 6 đô. 6 đô cho 7 ngày ở tuần. Thì đây. Đây là gói 6 đô.
Thì trong nó thì chắc mình cũng không cần phải nói nhiều nữa, tại vì cái này mình cũng nói khá nhiều lần rồi. Thì nó sẽ có cái đồ bingo hai cái hay ba cái thì mình cũng không nhớ lắm, thì như hai cái thì phải, và 10 mảnh phút vàng, thêm nữa là cái điểm VIP đấy, khá ngon. Tiếp theo nữa, nếu mà gói mình cảm thấy là nó hợp lý nhất là hai gói này. Đây, cái này là cái huy hiệu của con Kuro. Khi bị tấn công có 4% chuyển xác suất đánh bay mục tiêu xung quanh 1 giây. Sau khi tên nổ. Nói chung cái này mình đọc qua kỹ năng thôi nhưng mà mình không nhớ lắm. Tóm lại là khi nó nổ hoặc là bùng hiệu ứng thì bản thân sẽ được tăng 16% trong 5 giây, cộng dồn tối đa 3 lần. Khi mắc thì chúng ta có 80% ở đoạn bên trên này, phần trăm bên trên này, còn còn cái kia là cái gì, à, bao nhiêu phần trăm mình không nhớ lắm. Thôi chúng ta sẽ lại vào đây xem tiếp. À nhầm, bình tĩnh, làm gì mà căng. Khi mắc thì chúng ta sẽ có 8% xác suất đánh bay đơn vị xung quanh 1 ô, chắc 1 ô thôi, 1 giây. Sau khi tên nổ thì bản thân sẽ tăng 32% đam trong 5 giây, cộng dồn tối đa 3 lần. Nói chung là cái 5 giây thì nó không phải nhiều cũng không phải là ít, nhưng mà mình thấy là cái tỷ lệ của nó nổ ấy, thì khá là nhiều. Đấy. Thì khả năng nó búp nó stack cái này thì mình thấy rất là nhanh. Và chúng ta cứ tính đơn giản thôi là nó tầm 3 tầng là 3 và cũng gần 100%. Nếu như chúng ta cộng tầm 17 đổ lên. Đấy. 100% đam mà mình cá nhân mình cũng có trải nghiệm con này tầm buổi sáng và cũng xem nhiều clip này kia của những YouTuber họ leak về cái về những cái kiểu siêu top bên bản Trung Quốc hoặc những bản khác, mình thấy là con này đam rất là to. Và cá nhân mình cũng có trải nghiệm buổi sáng mình đánh thử một lần Apocalypse đấu thiên khởi con Clock, nhưng mà team nó vẫn chưa tối ưu, đâm ra mình sẽ để sau mình sẽ làm cho anh em. Đấy, tí có thể chúng ta sẽ nhìn qua chút, nhưng mình thấy cái huy hiệu này nó đáng đồng tiền bát gạo. Đấy, tiếp theo nữa là cái phông nền thì hiện tại nó đang bị lỗi phông chữ. Đấy, à đây được rồi. Đây, nói chung là khởi đầu thì nó sẽ là 360% ở đoạn này. Nói chung cái này anh em có thể tự nhìn nhé. Mắc nó sẽ là 480%, nhưng mà anh em mua cái gói đấy thì chắc chắn là anh em sẽ được mắc. Đấy, còn anh em không mua thì anh em sẽ không bao giờ có. Đấy. Nó rất là thực diện nghịch lý như thế. Thì cái 480% này nhiều anh em có thể là sẽ bảo là thì 480% thì nó cũng to đấy, nhưng mà nó có sẽ xuất hiện nhiều không? Thì mình đã có thử rồi và nó xuất hiện rất là nhiều. Nói chung cái khiên của nó cảm giác như kiểu lúc nào cũng quất trên người ấy, nên nó ngon lắm. Cá nhân mình là một cái thằng thuộc diện là đỗ nghèo khỉ rồi, nói chung là viêm màng túi giai đoạn cuối này kia rồi, nhưng mà mình vẫn còn phải đấm bụng để mình cố mình làm cái combo này. Nói chung cá nhân mình thì mình sẽ nói chút về con này là nếu anh em không có huy hiệu phông đèn thì anh em vẫn có thể chơi được, nhưng mà nó sẽ chỉ ở mức tầm 8.5 đến 9 trên 10 thôi. Còn nếu anh em có cái đôi này, à có cái bộ này ấy, thì con này nói thật là nó cũng không thua kém gì con Izumi đâu. Nói thật với anh em là như thế. OP lắm, ung thư giai đoạn cuối lắm. Cảm giác anh em hiểu chứ, nó tát cho con kia không, đã không ngẩng mặt lên được, còn suốt ngày bị trừ nộ, xong rồi nó đã còn trâu đấy. Đánh nó thì không chết, nó đấm cho thì lại đau mà nó hồi máu liên tội, xong rồi tạo khiên liên tội, quá khủng khiếp. Nói chung là con này thì đi contender nó đúng là cặp bài trùng với con Izumi, mình thấy là đúng đôi này thuộc diện là bộ đôi nguyên tử, đi đâu đánh cho boss ở đấy bay hết cả màu. Tiếp theo nữa là những cái gói nạp ở đoạn này. Thì mình nghĩ anh em nên nạp cái gói 2 đô này. Đấy,
cái gói 2 đô này nó khá rẻ và nó có chút kim cương, và năm cái này mình cứ tạm gọi 5 sao đi. Đấy. Còn nếu anh em có điều kiện hơn thì anh em có thể mua những cái gói này, gói 10 đô, gói 15 đô. Về cái vấn đề trang phục thì mình sẽ không nói, tại vì cá nhân mình thì nghĩ là nói chung là trang phục nó cũng dĩ nhiên trong này nó cũng sẽ tăng 3% đam và máu. Nhưng mà cái đấy thì mình nghĩ là trang phục thì nó thiên về cái vấn đề là ngoại hình đẹp đẽ hơn là cái vấn đề là sức mạnh. Với những anh em màu đen thì anh em có thể mua gói 26 đô. Nó sẽ có một copy của con Misaka. Đấy, còn gói 50 đô thì mình thấy là nó cũng hơi chát, nhưng mà bù lại nó sẽ có túi chọn đồ này kia. Cái này cái gì? Cái này bộ nộ à? Bộ nộ, nhưng mà bộ nộ riêng, à bộ nộ chung. Nó không phải là bộ nộ riêng của con nào đó. Còn cái túi này nó sẽ là cái bộ đồ của con Raigun, con Misaka. Lộn. Lắm anh em cứ đọc Misaka, lắm anh em đọc Mikoto, mình cũng chả biết. Nói chung mình cứ gọi tóm tắt một tên thôi. Chứ còn bây giờ cái này thì nó sẽ là cái đồ để chúng ta có thể up lên hồng sọc và cam. Đấy, cái này thì cũng vậy, kim cương. Nói chung nếu mà chọn cái gì ở cái này thì mình nghĩ anh em nên chọn cái này. Nó là đồ bộ thì nó sẽ, à nhầm, đồ đồ riêng thì nó sẽ có thêm dòng này kia, ngon hơn. Anh em nếu mà muốn up nhanh thì anh em có thể mua gói này, cũng sẽ có một cái huy hiệu con Misaka, nhưng mà cá nhân mình thấy là không không cần thiết lắm đấy. Còn với những anh em nào well nữa thì anh em có thể, mà anh em sim, anh em thích chơi con này này kia thì anh em có thể là mua gói 100 đô này. Nhưng cá nhân mình không đánh giá cao gói đấy, vì nó gói đấy, thứ nhất nó hơi chát, thứ hai là mình thì mình vẫn, dù là mình nhận nạp nhé, mình nói thẳng là mình nhận nạp, nhưng theo góc độ của gamer thì mình vẫn sẽ là chê con này và đánh giá không cao cái gói đấy. Đấy, nói thẳng là thế. Tại vì thứ nhất là cái con Misaka đấy nhá, dù anh em nhiều khi có chơi này kia, có khen nó, nhưng cá nhân mình vẫn đánh giá con đấy chỉ tầm 8 trên 10 thôi, không bao giờ khá hơn được. Tại vì nó không, sau này nó không đa dụng, không áp dụng được nhiều tình huống đâu đấy. Nên anh em nói chung anh em thích thì anh em có thể chơi, có thể sử dụng này kia. Mình không thích và mình có nhiều sự lựa chọn khác mà, thì mình sẽ không sử dụng đấy. Còn con Kuroko thì chắc chắn mình sẽ sử dụng và đánh giá rất là cao đấy. Cái này có khi leak mẹ nó hết cái thông tin của hai con đấy, có khi là sắp tới cũng chả cần làm tier list về xạ thủ và đấu sĩ nữa. Thôi video cũng khá là dài thì thôi, tạm biệt anh em, chúc em sức khỏe. Nếu mà yên yên tí có thể mình sẽ làm tier list, mình đánh giá nhanh gọn này kia sau nhé. Thôi tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em vào những video sau.